Xin chào các em. Bây giờ chúng mình cùng học về các phương tiện giao thông nhé. Các phương tiện giao thông đường bộ: xe đạp, xe đạp, xe đạp điện, xe đạp điện, xe xích lô. Xe xích lô. Xe máy. Xe máy. Xe ba gác. Xe ba gác. Xe ngựa. Xe ngựa. Xe lam. Xe lam. Xe taxi. Xe taxi. Xe hơi. Xe hơi. Xe cảnh sát. Xe cảnh sát. Xe cứu thương. Xe cứu thương. Xe ben. Xe ben. Xe khách. Xe khách. Xe tải. Xe tải. Xe buýt. Xe buýt. Xe chở rác. Xe chở rác. Xe bồn. Xe bồn. Xe trộn bê tông. Xe trộn bê tông. Xe cứu hỏa. Xe cứu hỏa. Xe đầu kéo. Xe đầu kéo. Các phương tiện chuyên dụng. Xe cần cẩu. Xe cần cẩu. Xe lu. Xe lu. Máy xúc. Máy xúc. Máy cày. Máy cày. Xe ủi. Xe ủi. Các phương tiện giao thông đường hàng không: máy bay,
Máy bay. Trực thăng. Trực thăng. Khinh khí cầu. Khinh khí cầu. Các phương tiện giao thông đường thủy. Tàu thủy. Tàu thủy. Cano. Cano. Du thuyền. Du thuyền. Thuyền buồm. Thuyền buồm. Thuyền. Thuyền. Tàu ngầm. Tàu ngầm. Phà. Phà. Các phương tiện giao thông đường sắt. Tàu hỏa. Tàu hỏa. Tàu điện ngầm. Tàu điện ngầm.